Xin lỗi anh em, chắc giải này thì tôi lấy rồi. Đừng tăng cưỡi ngựa, còn anh thì cưỡi flow. Muốn ăn được anh hả? Không nổi đâu. Sức anh càng quét hơn cả quạt ba tiêu. Còn mấy em thì nhóc nhép như là mấy cái chổi blow. 1m2 10 rapper ngay đây rồi. Ôm nhau vô nha, ôm nhau vô nha. Đây cảm giác đứng ở giữa như nào em? Dạ rất là sợ, giống như kiểu một con thỏ rất là ngon và xung quanh toàn là bầy sói. Giờ mới vào cay cay. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Freestyle Maker, và đây là số cực kỳ đặc biệt mà các bạn khán giả chính là người tạo nên cái số lần này. 1m2 tôi sẽ có đúng 10 rapper và mọi người vẫn rap rất hay. Và hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu 10 rapper của chúng ta. Luật chơi của chúng ta đó là tôi sẽ có một cái dây thừng 1, 1, 1, 1 cộng lại là đúng 1m2, và sau đó 10 bạn phải đứng vào đúng cái 1m2 đó, và mỗi bạn sẽ có một cái số báo danh từ 1 tới 10, và đây là cái lồng cầu. Ví dụ là tôi sẽ bóc ra cái số nào thì đến lượt bạn đó sẽ rap, mà là trong 10 bạn này sẽ có 6 bạn. Thì 6 bạn này thì có một cái phần quà mà gọi là cái sự support vui vui từ Top Sound Label, đó là chúng tôi sẽ phát hành một bài hát cho bạn ấy với cái gói trị giá là 30 triệu đồng. Yeah. Thì bóc tới ai thì người đó sẽ rap, và chắc chắn phải rap trong vòng 1m2 đó thôi. Hello, và đây là Freestyle Maker. Ok, kéo ra 4m đi xem nào. Thử điện. Được không? Đúng 4m nha mọi người, tức là cái chu vi của cái hình vuông là 4m á. Chúng ta sẽ có 1m2 là đúng từng này nha mọi người. Đúng mắc cười không? Ví dụ mà cái này không ta? Ví dụ nếu mà ai out ra khỏi cái vòng này thì mình có hình phạt gì không nhỉ? Hình phạt á? Hình phạt là nhúng nước. Vô đi mọi người. Ủa chưa vô sao vừa anh? Chưa vô sao vừa anh? Chú thôi. Không, mình phải đứng lên mới đủ chỗ. Đứng vô đi, thử đi. Ai ai chưa vô thì vô đi. Ôm nhau vô nha, ôm nhau vô nha. Tình thương mến thương. Phúc mình mắc cười quá. Xin chào tất cả mọi người, và chúng ta đã có 1m2 10 rapper ngay đây rồi nha các bạn. Đấy, quay qua bên này cho mọi người. Sao? Ê em, cho anh hỏi xíu cảm nhận của em như thế nào? Em thấy hơi chật nha. Cháy. Tí nữa nha, ta nói một lần mà đến khi mà em bùng cháy quá là coi chừng va mấy lần sau á nha. Sao em? Dạ, em run quá anh ơi. Mà nói chung là em đứng đây em hơi ngợp. Hơi ngợp hả? Dạ, em ngợp quá. Đây, ông nào? Ở đây này. Đây, cảm giác đứng ở giữa như nào em? Dạ, rất là sợ, giống như kiểu một con thỏ rất là ngon và xung quanh toàn là bầy sói. Nghe nói là mới nãy anh muốn nói về số báo danh của chính mình. Lời nói đầu tiên thì cho mình xin gửi hai điều. Điều thứ nhất là một cái điều cảm ơn, điều thứ hai là điều xin lỗi. Thì mình muốn đầu tiên là mình muốn cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Thái Sơn, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo ra một cái sân chơi thật là vui. Và mình xin giới thiệu, mình tên là Phạm Anh Quốc, rap này của mình là Sợ Ma. Mọi người còn biết đến với mình trên TikTok là Ba Bông Một Tên. Nếu như anh em nào có yêu thương rap freestyle, rap fast flow, nói chung là cái gì về rap thì mình cũng làm được hết. Và cái xin lỗi của mình muốn nói đó là xin lỗi anh em, chắc giải này thì tôi lấy rồi. Số danh của mình là 05. Nếu mọi người yêu thích thì bấm cho mình cái nút 05, like, share, subscribe kênh của anh Thái Sơn. Và ví anh như khách sạn, lúc nào anh cũng 5 sao. Alo, alo, Sợ Ma. Đừng tăng cưỡi ngựa, còn anh thì cưỡi flow. Muốn ăn được anh hả? Không nổi đâu. Sức anh càng quét hơn cả quạt ba tiêu. Còn mấy em thì nhóc nhép như là mấy cái chổi blow. 72 phép khi anh ngửa vòng tay, mấy em gái thấy cũng phải ngửa lòng ngay. Flow anh cháy khét nóng rực ra mấy mét, gọi tụi anh là hệ lửa 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 rồng bay. Đi con flow này, nghe xong câu mày nhớ tên anh Sợ Ma. Giờ và sau này nhiều lần anh phải hạ mình thấp xuống hết cỡ để mà tiện cho việc lâu dài. Flow anh đây là sao đau trong tim, rap về câu để anh sao đau trong tim. Rap hay sống tốt vô kinh tế, tinh tế tốt hơn và cả thằng chảy trong phim. Mấy em gái phải giật mình ngất ngay ngay ngất vì anh Sợ Ma đây là chắc ngay nhất. Tên anh cao và ráo 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 và cao như tòa nhà cao tầng cao phức. Nếu là anh như là một cánh diều lớn mà khi gặp gió to là trên trời phất cao phức. 1m2 có 10 thằng rapper mà trong nó thằng Sợ Ma đây là thằng rap hay nhất.
biết phun ta. Này, cái này chửi gì ấy?